gạt tay trái nhá. 5, đứng dậy. Rồi. 6, đấm. Chuẩn bị là đỡ trung đẳng nhá. 7, đỡ trung đẳng, bước chân phải là cánh trái. Bước lên. Đúng rồi. Ừ, em. 8. Đi nấm. Xong rồi. Đằng sau quay 9. Nào Ngọc ơi, gì đấy? Nào sao làm gì đấy? Quay gì đấy? Vung tay mà. Rồi. Tiến đấm 10. Em cầm quay của nhé. 12. Rồi. Bước lên cơ thượng đẳng nhá. Để trái. 13. Đá phải nó phải nhá. 14. Đá. Chấm. Vừa đủ ấy, thằng này đủ. À, lại nữa, nghỉ. Tắt đi.